ba nói chuyện với ai đi ba. À, em đâu? Chào anh, anh mới về. À, giờ sao con không ngủ mà con dọn hàng sớm vậy con? Dạ tại gần sáng rồi ba. Ủa ba người đi về đi chung hả? Ủa gần sáng rồi hả bay? Ủa trời, thời gian nó trôi mau quá ba. Đồng hồ mày chắc chết nè. Đồng hồ đó xỉu. Đồng hồ này nó ngất ngư. Không biết giờ. Thôi vô ngủ. Ba, ngồi đây nói chuyện chút xíu ba. Ủa, mà đi đâu về mà tự nhiên đi chung vậy ba? Ba cứu con ba. Anh con cứu anh. Thôi, anh tự giải quyết đi. Anh cho em một cái lý do mà tại sao anh nói anh đi ăn với hội bạn của anh mà từ 5 giờ chiều bây giờ là 3 giờ sáng rồi mới về là sao? Em gọi anh không nghe máy luôn, anh khóa máy luôn là sao anh? Sao mày không nghe máy? Kỳ vậy ta? Thật sự là anh vậy nè. Ba nói cho bỏ ghế xuống đi con dâu, bỏ ghế nhựa, con không có lỗ đầu đâu con ha. Bỏ xuống con đừng có cầm cái ghế, ba khó nói lắm. Vậy nè, ba đói bụng quá rồi ba kêu thằng Tết nó chở ba đi thì đi ăn đúng không? Đúng rồi. Tới cái chỗ quán ăn tự nhiên gặp này. Đúng rồi đó chị Hai, tóm lại là anh Hai anh đi nhậu xong rồi, anh đi tăng hai. Đúng rồi. Tăng hai mà đi ăn. Đi ăn tăng hai. Rồi em với ba đi ăn khuya. Mà trời ơi, vô tình gặp nhau tại một cái quán. Ba con ngồi ăn chung, không có sắp xếp gì hết trơn, vô tình thôi. Rồi cái đang ăn. Dạ, đang ăn tính gì đâu. Dạ đúng rồi. Chồng con trả tiền, thấy không? Thì tính gì rồi cái điện thoại nó reo lên cái. Có việc đúng không bà? Có việc. Là bạn gì thân thiết của chồng con nè. Dạ. Nhà của nó có người độc tử phải không? Dạ đúng rồi, có người mất tội nghiệp mà nhà bối rối quá mà nhà không biết làm sao. Mà anh Hai mình á thì là có cái kinh nghiệm xử lý nhà mà có người bị độc tử á. Đúng rồi. Mày nói gì vậy mày? Em nói nó đúng mà ba. Đúng rồi, anh có kinh nghiệm xử lý nhà có người bị độc tử. Không, có nghĩa là biết sao? Nhà không ai lo được về cái chuyện đám tang. Cho nên là anh Hai mình là anh đại diện qua bệnh, anh làm giùm cái vụ đó. Đúng rồi. Hồi nãy sao mày nói còn đỡ, còn bây giờ mày nói nghe nặng không mày? Độc tử là chưa chết có thể cứu, còn đám tang là chết rồi nha mày. Trời biết rồi. Đúng mà. Làm sao anh ơi? Không có gì, thôi giờ dày đi ăn, giờ mở buồn ngủ. Dạ, hai đứa tụi con vô ngủ đi. Vô ngủ đi. Trời ơi. Cái gì dính lên áo của anh vậy? Hả? Cộng chỉ. Ủa làm gì anh hết hồn dữ vậy? Ủa anh đâu có hết hồn gì đâu. Anh mệt quá. Tại mệt quá, buồn ngủ quá. Đi vô ngủ. Thôi đi ngủ đi. Ngủ. Đi vô ngủ. Ba con mình đi ngủ trước ba rồi. Đi vô ngủ. Mày thấy anh Hai mày không? Đưa tao vô một cái tình thế tao là cha chồng mà bây giờ tao phải đi nói dối với con dâu, mày thấy được không? Mày ba với em ăn sáng. Anh ăn đi. Còn con dâu không ăn hả con? Dạ con no rồi. Má đâu rồi em? Má đi chợ lấy hàng hồi sáng. Em qua. Không ăn no rồi. Ba con mình ăn được không? Anh ăn nè. Anh ăn sáng nha. Trời ơi, mày chị dâu nấu ngon quá. Ngồi tuyệt vời. Hay là hôm qua ăn no rồi? Ăn sáng rồi ba. Dạ. Alo chị nghe em. Clip gì? Ủa vậy hả? Thiệt không? Rồi chị mở ra chị coi liền. Vào khuya hôm qua, cảnh sát cơ động đã truy quét một đầu mại dâm quy mô lớn. Tại đây đã bắt được 30 đối tượng đang mua bán dâm. Có thể nói đây là một trong những đợt truy quét lớn nhất của toàn thành phố trong năm vừa qua. Tại đây có nhiều cô gái còn chưa đủ 18 tuổi. Anh Thành
tại đây có nhiều cô gái còn chưa đủ 18 tuổi. Anh Thành Công! Vui quá à, lên TV luôn.